đầu mà hai đứa đang nhớ lắm. Thì kiểu như ông chắc ổng háo hức quá, ổng vui quá rồi xong chạy đua chạy dữ lắm, chạy hơi quá chớn, tới đích hơi sớm. Mình cũng hơi hụt hẫng, thấy cũng kinh nghiệm lắm. Mà hiệp hai anh bù lại cho em thì hiệp hai là hơi bị hoành tráng luôn đấy. Bà mới chơi lại mình, sẽ chu môi lên, thơm môi cũng được, thơm môi cái. Chưa kịp phản ứng gì, bà ấy đùn một ít nước miếng ra ngoài miệng. Và em rất ghê cái trò đấy, mà lần nào cũng chơi cái trò đấy với em. Em rất là bực, mình vừa hôn chụt cái ui, nguyên nhất là ở mồm. Nên cầm cây chổi và đi vào, mặt rất là căng thẳng. Tại anh nằm sấp xuống, cái gì? Bắt bằng được em nằm sấp xuống giường, đánh mà em quắn hết cả mông lên, toát hết cả mồ hôi. Xin giới thiệu quý vị khán giả, Thuận và bạn này đã từng đóng chung một bộ phim, đã từng ăn nằm ở quanh ăn dầm nằm về trên đoàn phim. Phải nói là lâu lắm rồi mới gặp lại em. Bữa nay chị bị ngạc nhiên á, là Thuận hôm nay mới bị lòi ra được một chút xíu cái giới tính thừa. Hồi nào giờ là tưởng là yêu thầm Thúy Nga. Đừng có tiêu Phúc Nga. Thì ta ai mà biết tôi là... Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chúng bất ta ngờ, ăn nằm. Bất ngờ, bất ngờ. Ăn dầm nằm về với phim trường. Thôi bây giờ mời hai em giới thiệu về mình nha. Lời đầu tiên thì cho vợ chồng Xuân Phúc và Trúc Thanh xin gửi lời chào thân ái nhất đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Và gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1992. Thì mình đang là diễn viên điện ảnh truyền hình, công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng sống chung với chị sư tử của mình. Ở nhà em giữ hay sao vậy mà anh nói là chị sư tử vậy? Em bị mang tiếng mà giờ không có miếng thì cũng kỳ, thôi lỡ mang tiếng rồi mình làm luôn chứ sao. Rồi mời em. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Trúc Thanh, bằng tuổi với Phúc và em đang làm nhân viên văn phòng. Sao mà ông cua được nhân viên văn phòng xinh đẹp gì vậy Phúc? Em nhường cho vợ em phát biểu ạ. Trước khi làm nhân viên văn phòng á, là em cũng có đi đóng quảng cáo. Thì hai người cùng đóng quảng cáo chung với nhau. Em cũng là cô dâu, Phúc là chú rể. Ông lúc đang thả thính em á, thì là ông đang yêu một cô chưa có dứt, sau này yêu rồi mới khai. Sau này còn dám gan kể lại với em là nhưng mà anh yêu cô kia có một thời gian ngắn à, chưa kịp sơ múi diện ta nữa à. em giữ kín cho anh tí. Có một khoảng thời gian ngắn gọn là anh ấy đã bắt cá hai tay. Thật ra thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà em bắt đầu bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Gọi là mới quen được cô bé ở ngoài Hà Nội được khoảng một thời gian cũng chưa được dài, chưa được lâu lắm. Nhưng sau đó là xa mặt cách lòng mà. Em nghĩ là chắc là cái duyên cũng chỉ đến thế thôi. Yêu cái cô bé đó là yêu xa đúng không? Lúc dạ, đó là rồi. Em ở đây rồi, cô ở ngoài. Dạ, đúng. Trong rồi. Khi cái tình yêu gần nó đẹp quá. Khó cưỡng. Thôi, coi chứ không ai trách em đâu. Dạ. Vậy đi. Rồi bao lâu thì các em mới chính thức quen nhau? Kể từ cái ngày mà tụi em quay chung cái TVC với nhau á, tháng rưỡi, hai tháng là tụi em chính thức yêu nhau. Vậy thì cái thời gian mà yêu nhau á, em có sợ anh ấy là sẽ say nắng với một cô nào khác không? Mình tới ngày nào hay ngày đó thôi, chứ mình cũng đâu biết được là sau này ổng dở chứng. Bây giờ đang yêu thì mình có tận hưởng thôi. Chị nghĩ rằng á, với cái vẻ đẹp của em, với cái công việc của em á, thì vệ tinh xung quanh em cũng rất là nhiều. Chứ đâu phải là không có. Yeah. Thì cái lý do gì ở bạn này mà làm cho em phải nặng lòng? Bản thân em á, em không phải tiếp người kiểu giống như là thích xa hoa, thích tiền bạc này kia, nhưng mà em lại thích cái gì thuộc về em, thiên về tình cảm hơn á. Mình cảm giác như là người ta có đặt tình cảm vào đó thì mình thích hơn. Mặc dù mình biết là ông này không có tiền, không có địa vị, không có gì hết, nhưng mà cái tình cảm của người ta lớn hơn những cái thứ tiền bạc cái kia, thì mình lại thấy cái người này đáng để mình đặt niềm tin vô. Dưới đó thật đi, là em có bị chinh phục bởi cái nhan sắc của ảnh không? Em đẹp hơn mà anh. Rồi yêu bao lâu thì cưới? Dạ tụi em yêu 3 năm. 3 năm hơn một chút nữa. Thì em thì với Thanh cũng đã là 3 năm, thì các em là những người rất là thời đại đúng không? Vậy thì có đi xa chút xíu, có đi quá chút xíu không? Em hiểu anh Thuận là có người anh ngộ lắm, thích tìm hiểu những cái chuyện riêng tư của người ta, có mần ăn hay không, hay là cái chuyện người ta có ăn cơm trước kẻng hay không. Tụi em thì cũng bình thường thôi, cũng không có gì gọi là kinh khủng đâu, cũng sương sương. Lần đầu mà hai đứa đang nhớ lắm.
thì kiểu như ông chắc ổng háo hức quá, ổng vui quá rồi xong chạy chạy đua chạy dữ lắm, chạy hơi quá chớn tới đích hơi sớm. Mình cũng hơi hụt hẫng, ừ, thấy cũng kinh nghiệm lắm. Mà hiệp hai anh bù lại cho em thì hiệp hai là hơi bị hoành tráng luôn đấy. Em đã đồng... hai hiệp luôn hả? Em đồng cảm. Không, tôi một hiệp. thì hiệp một là mình hơi bị chủ quan, mình hơi bị khinh địch ấy. Cho nên là mình hay bị ấy, nó hơi bị anh... cảm xúc nó hơi bị thăng hoa quá. Đấy, hiệp hai thì em biết địch như nào rồi. Thì em bắt đầu em lựa. Đấy, được, em lượn lách. Nói chung là hiệp hai thì mình cũng bắt đầu mình bung sức, mình nói chung là hiệp một để cho nó như chạy ru đai vậy thôi. Thôi đừng có bàn luận vấn đề đó nữa. Chút xíu hai đứa vô trong bàn luận. Rồi bao lâu thì các em cưới? Tụi em chính thức kết hôn vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Các em có tật xấu nào lòi ra không? Em lấy giấy ra em đọc tật xấu rồi vậy? Dạ em lấy giấy em lau mồ hôi ạ. Em lau cho vợ em. Mình tính nói nha. Rồi ai nói trước nè? Đêm em nói. Chắc kể tới tối. Thứ nhất là ẩu lắm. Tức là kiểu như đàn ông á, đi toilet hay gì thì mình dỡ cái nắp cái bồn cầu lên đi, trời đi cứ vương vãi xung quanh á, là bây giờ em ra cái việc phạt luôn. Cứ như vậy là hai đánh 20 cây. Tức là nằm sấp xuống. Em lấy cây em đánh. Đâu mà lần nào, tức là thi thoảng thì đàn ông anh em mình mà chắc anh cũng hiểu xỉn, nhiều khi xỉn hoặc là nhiều khi mình hơi lơ đễnh trong cái chuyện đó thì có thể mình quên. Thì lúc đầu thì bà này bái dọa là anh mà còn như thế nữa là em sẽ phạt anh 20 cây. Thì em cứ nghĩ là chắc là bà ấy giỡn mình thôi, thì kệ. Thế là lần sau mình quên nên cầm cây chổi và đi vào, mặt rất là căng thẳng. Anh nằm sấp xuống. Cái gì? Bắt bằng được em nằm sấp xuống giường đánh mà em quắn hết cả mông lên, toát hết cả mồ hôi. Mà đánh đến cái thứ mười mấy rồi, bảo thôi em ơi, anh xin lỗi, anh đau lắm rồi, đừng có đánh nữa. Đánh đến cái thứ 15 rồi, em bắt đầu em cáu, bảo đã bảo là không đánh nữa mà. Vẫn cứ đánh bình thường, vẫn phải chịu. 20 cây luôn. 20 cây, lần nào cũng thế. Hoặc là ví dụ mà em có làm gì có lỗi, em dỗ mãi mới được. Dỗ xong bỏ qua rồi, lại bắt em ra nằm sấp xuống cái giường, cầm đánh. Đấy, vẫn phải chịu. Còn gì nữa không? Cũng vẫn liên quan tới chuyện ở dơ. Nhiều khi ở nhà cả ngày ấy, xong mà không đi tắm, chiều tối là bắt đầu có mùi chua chua rồi. Cứ nằm bấy điện thoại không biết em đang nhìn đâu, móc nó xong hửi tự nhăn mặt. Tật nữa là ví dụ như em đang cúi em lấy đồ không, hay là em đang lấy quần áo, em làm cái gì mà em cúi á, đứng tụt quần vỡ ra, xong rồi lấy cái mông đẩy cho. Ở đâu cũng làm trò đó. Thì bà này cũng trả thù em. Ví dụ mà em không để ý là em ra em cái tủ quần áo thì nó có nhiều ngăn, thì em đứng em lúi húi em chui đầu vào em tìm, em moi moi em tìm. Bà này ở dưới, bà bất thình lình bà lên, bà ấy chọc một cái từ dưới lên. Thế là em đau quá em nhói người lên thì lại đập đầu vào cái ngăn tủ. Bà chơi rất là ác. Mà lúc đấy là mình vừa tức mình vừa buồn cười, mà nó thốn từ đâu hết rồi. Đau lắm. Trời ơi. Thế còn gì đâu, ổng có mê cái gì không? Mê cái này chắc cũng nhiều người, chắc anh không biết anh Thuận có mê không. Anh mê JV lắm. Trong điện thoại có một list các cô diễn viên phim Nhật, thuộc hết tên cô nào trên Instagram. Làm sao mà thuộc được, em anh không nhớ, anh ghi ra đấy thôi. Lúc nào mình tìm thì mình lên mình search, chứ làm sao mà anh nhớ được. Trên Instagram là follow tất cả những cô đó, và lúc nào cũng thấy like quá trời mấy cô đó luôn. Xong rồi ba vợ chuẩn bị đi Nhật, xong ngồi nói chuyện ăn cơm, kêu ba đi sắp đi Nhật đúng không, ba qua đó ba mua giùm con mấy cái đĩa, mấy cái tạp chí phim này là kia đó, để con về con làm kỷ niệm. Ba em nói sao? Em kêu thật láo. Nhưng mà ổng cũng mất cười. Nhưng mà là coi, là coi chung với em mà đúng không? Dạ không, em đâu có coi. Lén coi mình vậy đó. Coi mình xong rồi lưu lại mình, rồi tự sướng mình thôi, không biết. Tự sướng cái gì? Anh coi để anh tham khảo. Sao anh không ngờ em lại vậy luôn á Phúc? Không, em thì em coi để em tham khảo. Vì về mình còn phải học cái cách thế nào để làm cho vợ cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc. Vậy sao? Em tự sướng gì, anh biết tự sướng gì đó. Thì chắc là fan của thánh nữ đúng không? Thì ai cũng có thần tượng mà anh. Rồi bây giờ tới em nè. Giờ em có tật xấu không? Được cái là hai vợ chồng cũng rất là đồng điệu với nhau. Chắc chắn là tật xấu thì không hề thua kém em đâu. Cái đầu tiên thì em nghĩ có lẽ là chơi rất là ác. Là khi mà hai vợ chồng đi trung tâm thương mại hay đi siêu thị thì có cái thang cuốn. Hai vợ chồng nắm tay nhau rất tình cảm. Chồng ơi! Ơi! Chồng à! Cái gì? Làm cái bốp một cái. Mà em không dám kêu luôn á. Điếng luôn hả? Điếng người luôn á. Mà bao nhiêu người xung quanh nhìn mà bước đằng trước anh sao? Bước đằng trước anh.
có đằng sau có gì đâu mà quất. Mà lúc đó bụng cũng khó nữa đúng không? Chính lúc đó thì mình chỉ biết đấy, bụng cũng đâu thua gì nhau đâu hả? Rồi tiếp đi Phúc. Rồi em có trả thù không? Em nghĩ là cũng giống nhiều đôi vợ chồng thôi, nhưng mà em chắc là em nghĩ là em có một cái style riêng, ví dụ như là ăn cơm hay là ở trong phòng với nhau chẳng hạn, chắc là mình có cái khả năng ở bên trong á, là em có thể tích trữ hơi được rất là lâu. Em căn được cái lúc đó ấy. Bà này bà vừa uống nước xong cái em giơ súng lên rất là to đó. Hoặc là đang nằm trong chăn ấy, nên em giơ cái chăn lên thôi, rồi em dí súng vào đầu bùm một cái em chạy luôn. Chị ăn cho hết, mở máy lạnh mà, phòng mở máy lạnh mà. Ăn cho hết luôn. Ăn cho hết luôn. Vợ chồng đẹp đôi mà có những cái trò quá ư thú tính. Chưa kể là bà này là, tức là sáng ra là hai vợ chồng luôn luôn là dành cho nhau những cái nụ hôn rất là tình cảm. Thì em luôn luôn em hôn vào trán hay hôn vào má. Thì bà này bà ấy mới chơi lại mình. Thế chu môi lên. Thơm môi cũng được. Thơm môi cái. Chưa kịp phản ứng gì bà ấy đùn một ít nước miếng ra ngoài miệng. Em rất ghê cái trò đấy. Mà lần nào cũng chơi cái trò đấy với em. Em rất là bực. Mình vừa hôn chụt cái ui. Nguyễn hết ở mồm. Mà em quỳ xong là em bôi khắp người vào em mà. Đứa sao đừng có chơi cái trò đấy. Mà cứ lâu lâu lại lửa em vẫn bị dính. Khổ thế. Ủa hai người này thú vị quá. Có những cái cặp nha, họ rất là, gọi là trong những cái chuyện mà yêu đương nhau á, họ có những cái câu ám hiệu á, rất là dễ thương. Với tụi em có không? Chị có một cặp vợ chồng người bạn á, vui lắm. Bà vợ á, bà nói với chồng là: anh có nhớ không, hôm nào mà anh đi về mà anh thấy hôm đó em đứng nấu ăn mà em mặc đầm là anh biết tối đó phải trả bà. Hồi trẻ thì không sao, ở lớn tuổi rồi theo với nhau suốt cuộc đời mà. Ông cứ đi về mà ông thấy bà mặc đầm bữa đó kiếm, ông kiếm cớ ông tới nhà chị, ông nói chuyện với ông Tuấn tới 1 giờ sáng. Hai chồng em có ám hiệu gì không? Hai vợ chồng em thì cũng có một vài ám hiệu với nhau. Bà này thì rất là hay dỗi vặt mà làm mặt căng lắm, hỏi không thèm trả lời, lên trên giường nằm cái là quay mặt vào trong tường, em ôm không cho ôm, mà mình cứ sán vào là bắt đầu là đấm đá tát. Thế là em mới dở cái trò gọi là nam nhân kế của em. Thì thầm trong tai vợ em là: vợ ơi. Thế là em mới giao hàng, bán hàng. Ai mua chuối? Ai ăn chuối? Đấy, bắt đầu là hơi hơi rung rung rồi, em biết là đang cười rồi. Em bóc chuối cho vợ ăn nhé. Thế là em mới lật người lại, em nói tiếp rồi bắt đầu là phì cười rồi. Đấy. Đấy, thế là tối đấy trả bài, thế là cũng bớt bớt giận. Dư vẻ, dư vẻ. Dư vẻ, dư vẻ lại. Thôi, có cái tật hai vợ chồng là sáng ngày hôm sau toàn hay trêu nhau là: hôm qua vợ bị sao đấy? Phê quá à? Phê quá đấy. Cứ đánh trống làng mà, ai biết. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đấy, lúc nào mà không để ý, nằm chơi mà hôm đấy mà em muốn ẻn ẻn tí thì em mới nói với vợ em là: vợ ơi, vào hang bắt cò không vợ? Cái gì? Vào hang bắt cò không vợ? Vào hang bắt cò. Tối nay kêu vợ liền rồi liền. Anh mà ngồi mà khai thác hai vợ chồng em chắc là nói chắc tới tối tới khuya luôn đúng không? Bả hai vợ chồng em đang rất là son, nhưng mà thôi bây giờ thì đến cái phần gọi là mong muốn thay đổi. Thanh. Yeah. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? 4 năm rồi Phúc vẫn vậy, cũng không có khác gì. Mọi thứ nó thành thói quen của em rồi. Em nghĩ là nếu mà một ngày mà ổng không như vậy nữa em nhớ em buồn ấy. Cho nên là thôi thì cứ thế thôi. Không vậy cần thay đổi gì. Thế còn em muốn bà xã em thay đổi điều gì? Em thì em cũng chẳng muốn gì nhiều đâu. Ngoài cái chuyện là vợ em bớt đánh em và cho em tăng cái tiền hàng ngày cho em lên. Nhiều khi là mọi người nhìn thế này thôi không biết đâu chứ. Em cũng mong manh dễ vỡ lắm. Ví dụ mà vợ đưa cho 100, 200 mà đi mua đồ ấy, mà còn tiền lẻ là em hay phải tự em đút túi, em không về trả lại. Mà rất mừng lắm đúng không? Mừng chứ anh. Hôm nào được tiền thừa nhiều là mừng lắm. Chứ do ăn cắp tiền của vợ. Lén lén là thấy nhiều khi em đang trả tiền ăn xong em đang bấm điện thoại em không để ý á, là người ta thối tiền là tự lấy xong im im nhét luôn. Em cũng biết là em hay quên á, là cũng quên luôn. Xong hồi sau em nhớ là em xài cái này có bao nhiêu đây, nhiêu đây, nhiêu đây, sao thiếu ta cũng im không nói tí nè. Ủa nó nghe nè, hai bạn có con chưa? Dạ chưa. Mới 7 tháng mà. Tụi em cũng
cứ để tự nhiên thôi, khi nào tới thì tới. Còn chứ quá trẻ mà. Nhìn cặp này dễ thương quá trời luôn. Đẹp đôi ngay quá. Vừa đẹp về hình thức, đẹp về nội dung rồi á, là hai bạn lại gọi là quá hợp với nhau về tất cả mọi phương diện. Chương trình đó là chỉ biết chúc các bạn cứ như tận thế này cuộc sống thiệt là hạnh phúc. Khi nào mà muốn có con thì tự động trời sẽ cho các bạn. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Xin chào Phúc, chào Thanh. Dạ. Cảm ơn hai đứa. Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó rủ gái hay chưa. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy, anh đi chơi với gái sao vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận. Hai em chào chị. Rồi giới thiệu về mình. Em tên Thái Sơn, em năm nay 29 tuổi, hiện em đang làm quản lý về tòa nhà. Còn em? Em tên là Nguyễn Ngọc Lan Chi. Năm nay em 22 tuổi và hiện là sinh viên. Chi vẫn còn đang đi học hả? Dạ. Là em đang học thêm vậy? Văn bằng 2 nữa. Dạ. Tụi em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 6 tháng. 6 tháng là cũng mới đây thôi. Dạ. Nhưng mà cái quá trình quen nhau lâu chưa? Dạ em, tụi em là làm lẹ lắm anh. Đừng nói quen nhau 7 tháng cưới nhau mà. Không có, quen nhau có 4 tháng anh. Quen được 4 tháng là ảnh xuống nhà em hỏi cưới luôn rồi. Chà, dữ dội nha. Cô sinh viên này khá là xinh xắn cho nên là chắc chắn là trong cái chuyện mà tình cảm của các bạn là chắc chắn là anh này mê mẩn với cô này đúng không? Ai mà không thích cái đẹp anh. Em gặp bạn này ở đâu? Dạ không, này thì để vợ em nói. Ủa là sao? Cách đây khoảng 11 tháng á, em gặp ảnh lần đầu tiên ở quán ăn. Lúc đó là ảnh đi ăn với người yêu của ảnh. Xong rồi em quay lại em kêu tính tiền á, thì em thấy anh này quen lắm luôn, gặp ở đâu đó rồi. Cái em đi về em mới lật Zalo của em ra coi thử. Thì ảnh với bạn em cũng lâu lắm luôn rồi, tầm cả năm trời em không thèm trả lời. Xong rồi tối đó em mới giả bộ nhắn tin hỏi là có phải anh đi ăn với chị người yêu không. Khi hai đứa nói chuyện qua lại. Rồi nói chuyện qua lại. Dạ. Cái ảnh kể với em là ảnh sắp chia tay với người yêu rồi, ảnh buồn quá. Vậy đó hả? Chia tay mà có kế hoạch luôn á hả? Dạ. Có hết chị. Ở sao thay sợ? Dạ thì cũng đang cãi lộn với bên kia, cũng sắp chia tay rồi. Nhìn có đâu có con bé xinh xinh vô chạy vô hỏi mình. Vậy thì mình mới mạnh dạn chia tay. Mạnh dạn chia tay luôn. Anh nói với em á là kiếm con nhỏ nào bạn em á là mai cho ảnh đi, anh buồn dữ quá. Mà em thì bạn gái em nhiều lắm, mà em kêu đưa số điện thoại cho là không chịu lấy, cứ ngồi nói chuyện với em biết vậy đó. Nói chuyện cái hồi cái 2-3 ngày sau cái xưng vợ gì á, cái là ảnh nói hẹn thứ bảy tuần này đi ăn với anh nha, đi chơi bạn bè thôi. Xong rồi em mới đi. Rồi khi mà lên rồi gặp nhau thì sao chị? Cũng mắc cỡ, tại vì em chưa bao giờ gặp cái kiểu mà chat trên mạng xong ra ngoài gặp, thành ra em cũng run lắm. Mà gặp ảnh cứ nhìn em ăn mà cứ nhìn em cười, em ngại không chịu được. Kêu đồ ăn ra ảnh không ăn, nhờ ảnh nhìn em cười không vậy hả? Dạ, em tưởng là mặt em dính gì hay là sao đó làm em ngại muốn chết luôn. Tại vì bình thường á, nói chuyện là... thì là rất dữ, anh hiểu không? Nhưng mà ra gặp em cái ngồi giống như là e thẹn lắm hay này nọ, mắc cỡ cái gì. Im re ăn cũng từ từ hay gì đó. Không, mà tính em ăn thì từ tốn. Anh tưởng em diễn hay gì á. Nhưng mà cái ấn tượng của em gặp cổ ở ngoài đời á thì là lúc đó cái ấn tượng của em chỉ biết chơi mạng mà. Thường thường là 360 độ là nhiều lắm. Mới đầu mình cũng lo sợ em là lấy em này vô trong 360 độ xong ra ngoài rồi có gì này nọ khác không. Nhưng mình ra mình nhìn thấy cũng ok, cũng xinh, cũng mắt to rồi da trắng rồi này nọ. Tính em thích trắng. Rồi từ lúc mà ăn đó cho đến lúc quen nhau là bao lâu? Tuần lễ. Yêu nhau á, yêu nhau tuần lễ. Tuần lễ em làm lễ lắm, tại 4 tháng là cưới rồi. Trời ơi nóc ao dữ dội luôn. Rồi cái lúc mà đám cưới thì là có suôn sẻ không? Em chuẩn bị là ngày hôm nay là xuống hỏi gia đình cưới em á, là ba mẹ anh xuống á, là trước ngày đó rủ gái hay chưa? Nghĩ sao mà ngày mới đám cưới đám hỏi người ta rồi bữa nay còn dắt người khác đi chơi vậy? Đâu có đi đâu. Thế sao nhắn tin hỏi nhà. Nhắn tin thôi. Em nói là bây giờ trong tin nhắn là nhắn tin hỏi nhà em ở đâu, anh qua chở em đi nha honey, vợ này nọ. Trời em điên lên lắm. Cái điên lên là em làm gì? Em đòi chia tay. Rồi anh nói sao? Năn nỉ, khóc rồi nói lúc em bỏ đi tắm. Mẹ kêu là trời nó quỳ nó năn nỉ luôn á. Thấy thương lắm, tha nó đi này nọ. Mẹ đâu tin đâu vậy. Cái xong rồi cái em của em cũng năn nỉ em giùm ảnh luôn. Rồi cuối cùng được á sao? Được chứ anh. Đến lúc ba em năn nỉ em á thì dữ quá mà chơi chưa quyền. Để mới thành sao? Mẹ năn nỉ ba năn nỉ rồi. Em năn nỉ giùm luôn. Chiêu khóc á chị, ba em thấy khóc ba em tội. Tại ba em có con trai mà nhà em ba đứa gái rồi. Thành ra ba thấy tội quá. Cho nên ba mới năn nỉ em, tin ba một lần đi.
ba lấy uy tín trách nhiệm của ba bảo vệ nó lần cuối cùng. Không, em siêu phàm thiệt đó. Giờ chắc em về bên cưới về, giờ chắc bên gia đình vợ chắc cưng lắm rồi sao? Dạ. Ba em thương ảnh lắm. Chị muốn hỏi bạn này nè, lý do gì mà em muốn cưới nhanh dữ vậy? Em đi chơi nhiều nhưng mà em thích một người nào đó phải hiền. Ít đi chơi. Tại vì mình đi chơi nhiều mình... Không, em nhiều khi em cũng đi chơi đâu anh. Thời đó 10 năm trước còn đi chơi chứ giờ hết đi rồi. Thì giờ thì nói chung là anh vậy nên em thấy vợ em ok vậy thì em thích. Mà em thích thì em làm liền. Làm liền xin cưới luôn. Dạ. Em tính em thì em đi học xong đi về nhà em ở nhà thôi chứ không đi đâu chơi hết. Ảnh kiếm người theo dõi em mấy ngày liền á, chứ đâu phải dễ đâu chị. Vậy hả? Luôn. Kiếm thám tử theo dõi luôn. Thì qua bên nó ngồi 2-3 ngày vậy á. Rồi có thì phát hiện ra điều gì không? Sau mấy ngày đó thì ok, thì vẫn là đúng là như vậy. Thì em nói vậy gái gì cũng được rồi. Trời ơi, cưới luôn cho rồi á. Ảnh nói là anh gặp em là anh mê em dữ lắm, mà anh không thể bỏ lỡ được em. Mà sau này mới phát hiện ra là đi canh chừng em vậy luôn chị. Vậy mà khi mà em biết ảnh canh chừng em như vậy thì cảm giác em như thế nào? Ai canh em thì canh, ai muốn tìm hiểu gia đình em sao cũng được, em là vô tư. Rồi, em cũng nghĩ sau vậy. Khi đám cưới em vỡ mộng về chồng em có gì thay đổi không? Kể miên man luôn không hết chuyện. Kể như cái gì mà nó ghê gớm nhất á. Tiếp tục 4 tháng sau khi đám cưới á thì ảnh lại nhắn tin với cô gái khác nữa. Gái khác bữa nay dùng chiêu khác nữa. Là ban đêm thì ở với em mà, cho nên nói ban đêm anh đi làm rồi. Em nhắn tin với anh ban ngày thôi. Mà ban đêm ai làm chị? Xong rồi cái còn ghen ngược với con bé kia nữa. Kêu là bộ em nhắn tin với trai sao nhắn tin với anh. Rồi này nọ. Rồi em tức sôi máu. Cái em đòi chia tay. Tại vì hứa với em là không bao giờ nhắn tin với một người nào nữa. Lòng tin đặt thêm một lần nữa mà bị mất á chị. Rồi lúc đó là em không biết sao. Nước mắt nước mũi nó chảy vàng vụ luôn. Tủi lắm chị. Rồi sao? Rồi có quỳ năng nỉ nào? Là ba năng nỉ, mẹ vô năng nỉ liền luôn khỏi quỳ. Mẹ em tách hai đứa ra hai phòng để nói chuyện. Em kêu là em kiên quyết rồi. Cái mẹ kêu là có phải là chuyện con nít chơi đồ hàng đâu mà muốn cưới cưới, muốn chia tay chia tay. Cái là mẹ cũng phân tích là vợ chồng sóng gió cãi nhau đó là chuyện thường tình rồi. Cho nên cái gì bỏ được bỏ nó cũng chưa làm biết, gì. Mẹ có biết là em muốn ly dị là vì ảnh chat với gái khác không? Dạ biết. Vậy mà mẹ, mà mẹ em thuộc dạng khá đông chị. Nó kêu là phụ nữ là chăm nhà, chăm con, chăm này, chăm cuộc sống đình hạnh phúc hay không là ở người phụ nữ. Thành ra mẹ nói là thôi cứ dùng cái bản tính của cái cách của con mà để uống nắng nó lại từ từ. Cái đó mới hay chứ hơn. Cái lấy nhau xong mà chưa gì ly dị nó đâu có hay nữa. Nó phải con gái của mẹ. Lúc đó em cũng còn thương chị. Ủa lúc đó vẫn còn thương mà bây giờ còn không? Dạ con. Bây giờ em vẫn thương chứ. Ừ, em phải nói là tại vì em thương. Dạ, tại vì em chứ thương. Không phải là lúc đó em còn thương. Hết hồn. Đó còn thương, giờ hết thương. Giờ hết thương. Có những giây phút em hết thương luôn á chị. Em tức quá mà, không còn cảm giác thương yêu gì nữa hết á. Rồi sao? Sơn? Nói chung là em bình thường thì em chỉ nhắn tin chơi vậy thôi chứ thật sự là cũng chẳng có gì. Nhưng mà theo quan điểm của em á, tất cả mọi vấn đề đều từ tin nhắn mà ra. Tại vì ảnh quen với em từ tin nhắn với em mạng ra. Giờ chị hỏi em nè, ví dụ giờ Sơn lặp lại thêm lần nữa thì em có bỏ qua nữa không? Dạ chắc không chị, cái gì cũng quá tam ba bận, cũng không có thể nào mà cứ vị tha hoài vậy. Tại vì là em sống rất là đàng hoàng. Em nghĩ sao Sơn? Thì nói chung là cứ sợ là em này nọ không. Thật sự vợ em thì cũng ít ghen lắm. Nằm mơ luôn à, chứ không bình thường. Nhưng mà nhiều khi đang nằm ngủ vậy giật mình như vậy. Anh đi chơi với gái không? Mình thật sự em cũng suy nghĩ là em thời gian nào để em đem đi chơi với gái. Làm xong là em đi về nhà chứ em không giờ mà em đi chơi bạn bè tụ tập. Thiệt thằng năm chắc được mấy lần á. Cái đó thì em xác nhận. Em thì em không có thích đi tụ tập vậy mà vẫn còn bị ghen nữa. Nhưng mà có nhiều đêm về nhà ôm tivi coi điện thoại rồi này nọ tới 3-4 giờ sáng mà không thèm quay qua ôm em ngủ, bực mình kinh khủng luôn. Vợ chồng em gây lộn tại chị Dân với anh Thuận nhiều lắm. Sao vậy? Sao vậy cưng? Em coi chương trình này nè, coi tới 2-3 giờ sáng cứ coi hoài vậy đó. Coi hết xong rồi giải quay quay. Giờ có ngủ hay không? Em hỏi nhẹ nhàng lắm, chị Dân có đi ngủ không? Cái là bình thường mọi ngày thì kêu là tắt đi điện thoại ngủ. Cái nhiều khi biết bị ai nhập hay sao trợn mắt lên nhìn em. Em mệt đúng đi này kia nọ, không biết coi gì mà phải giật mình với em như vậy. Hồi nãy đó Sơn mới nói là coi chương trình Vợ Ông Sơn đó. Cái đó em là muốn hỏi là hai vợ chồng em ai là người chủ động đăng ký tham gia chương trình này? Ảnh, em có coi đâu mà em biết. Sơn muốn tham gia chương trình này với mục đích gì? Thì giờ em cứ nói là em đi chơi đồ này nọ hoài, giấu giếm quen người này người nọ. Giờ sẵn lên sóng truyền hình ai cũng biết. Ừ, anh có vợ rồi, khỏi mất công đi đâu nữa. Giờ có cô gái cô không được nữa. Đó là mục đích chính của em. Dạ đúng rồi. Anh đặt cọc em trên bình thường á là cứ là nói em ừ sao che giấu về vợ gì. Nói thiệt em có vợ là em cứ la lên làng ai cũng biết á. Mà em xác định chừng nào có em bé? Chắc cũng phải 2018. Dạ em còn trẻ mà, 2-3 năm đó thành vấn đề. Có em già em sợ thôi chứ. Cái đó là chiều theo ý của vợ đúng không? Chứ còn trong sâu thẳm trái tim của em thì em muốn có con không? Chung vợ em cũng còn nhỏ, lớn lên tí thì mới khỏe. Không dám đâu, em mà nhỏ em không có ở với ảnh lâu được. Hồi xưa không dám nói với em một tiếng nào lớn tiếng hay trợn mắt bây giờ không? Trợn mắt lên nạt nộ
em, nhất là những người nào mà gọi mà nhầm số. Anh trợn mắt lên, anh ghen chưa, ghen đó, lúc đó em chưa bắt máy, thằng nào gọi mà không chịu bắt máy. Sơn ghen dữ vậy đó hả Sơn? À, nhiều khi em cũng ghen lắm, mà ghen trong ngày chị. Ghen trong ngày là trong ngày thôi hả? Là sao? À, xong cái đó là thôi. Bây giờ em còn có suy nghĩ là kiếm đứa nhân viên nào đi theo dõi vợ nữa không? Nếu như trong trường hợp sau này vợ em đi làm. Cái chuyện đi làm nan giải với em luôn. Sao? Em muốn đi làm. Ảnh nói là đi làm thì em nắng nôi quá tội nghiệp em. Để đó cho ảnh mà em thiệt tính của em, ba mẹ nuôi em là em đã cảm thấy em xấu hổ. Mà bây giờ đến khi chồng nuôi nữa thì em nói thiệt, em cảm thấy như mình ăn bám cái này nọ gì á với chồng á. Gia đình chồng kêu qua làm em cũng làm luôn, em không thích. Cái xong rồi cái em cũng đi xin ở ngoài. Mà tính em thì ra nắng cái là em cảm thấy em mệt. Anh la lên là không làm được cái gì tích sự gì hết, nên đừng có đi làm nữa. Mà nói câu đó thì em thấy mình còn vô dụng ác nữa. Thành ra em còn quyết tâm đi làm cho bằng được. Cãi nhau suốt cái vấn đề đó. Mà anh không muốn cho em đi làm hay sao? Dạ không muốn cho em đi làm. Hồi đó em xin vô làm thư ký văn phòng cho công ty kia kìa. Cái ảnh nói là làm thư ký bắt cặp đi xếp suốt ngày này nọ, làm sao mà có chồng làm còn vậy. Cái là anh la lên một cái. Họ nghĩ em thì em chồng thích thì em thôi. Có nghĩa là giờ em có ý định là em sẽ đi làm không? Dạ. Hay là em học xong em định đi làm. Và anh cứ nói là học đi rồi học nữa đi, học văn bằng 2, văn bằng 3 nó cứ đi học đi, học đi. Không sao đâu. Học tới già mà em mướn vậy. Chồng nhà ở nhà rồi chồng dạ, em ở nhà suốt mà nhiều khi em ở nhà quá em tủi chị, cứ lủi thủi mình ên á. Mà em có biết là vợ em có những cái tâm trạng vậy không? Có chị, nói chung là cũng có hiểu. Vợ em tính thì vợ em vậy đó, tính hay suy nghĩ đời này nọ, làm quá vấn đề lên thì phải. Thấy chuyện nó đơn giản lắm, đối với em dễ lắm, chuyện gì giải quyết không được đó. Em là đơn giản lắm, ví dụ như thích cái này, ok làm cái này, còn không thích thì thôi dẹp qua bên, chứ đừng nói ví dụ em muốn làm cái này mà em sợ cái này thôi vậy thôi, sợ thôi khỏi làm, dẹp luôn đi, tính em vậy á. Em thì nhiều khi em buồn thì là buồn vấn đề không thể nói được, nhiều khi buồn ảnh thì cũng vậy, hay là buồn gia đình ảnh cũng vậy, làm sao em nói được. Xong rồi em chỉ nói là em buồn quá bực mình hay sao á, ảnh nạn cái em tủi khóc liền á. Không, bây giờ tóm lại điều em mong muốn ở Sơn thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ảnh là đừng có mà nói chuyện với em thô lỗ cọc cằn, kiểu mà trợn mắt lên nói chuyện với em, quan tâm em xíu là em cảm thấy ok. Có mong muốn là sau này ảnh phải ủng hộ em cái việc đi làm bên ngoài không? Đi làm thì em chắc chắn phải đi làm rồi, để còn lo gia đình của em rồi lo gia đình của hai vợ chồng sau này nữa. Chứ làm sao mà cái kiểu mà cứ ngồi sau lưng chồng ăn mà nhiều khi cầm tiền chồng mà cũng rưng rưng nước mắt sao chị? Cái đó em sợ lắm. Thế em mong muốn giờ em thay đổi điều gì? Nói chung là ít nhõng nhẽo, là ít nghĩ sâu xa hay là làm quá sự việc lên á. Nói chung muốn gì thì cứ nói, giải quyết lẹ. Trời ơi chị thấy gì nè, chồng em á, thứ nhất là lớn tuổi hơn em, nhưng mà ảnh á thì lại, con người ảnh lại đơn giản. Không có phải là cái kiểu mà bắt mọi người phải đón ý mình, cái dạng đúng kiểu là cái người mà nghĩ sao nói vậy đó. Còn em á lại là muốn chồng là ông bụt phải hiểu ý của mình là muốn cái gì, chứ còn không có muốn mình tự nói ra hiểu. Tại vì lúc đầu anh phải tự hiểu em muốn cái gì luôn. Đó, đầu thì không phải, tại hiểu quá nên biết cái vấn đề nó chẳng là gì hết á, vì làm quá lên thôi. Thì đó, ở đây cái vấn đề đó nó va chạm là ở chỗ đó. Còn á, cái cam go của em ở đây là đã cái người mà hay suy nghĩ, mà em để cho ở nhà từ sáng tới chiều á, là cái sự suy diễn nó tăng lên gấp 10 lần cái người bình thường. Trong em nhà. Hiểu không? Thì bây giờ á, cái việc của tụi em á, là em đừng có nhốt nó từ sáng tới chiều. Không, em cho đi mà không đi. Nghe là... giả em thiệt luôn. Đúng là em sợ vợ em tiếp xúc ở ngoài á, sợ chưa có quen va chạm á, cái điều đó là đúng. Nhưng mà sợ là một chuyện, nhưng mà phải cho va chạm, thất bại một hai lần á, thì mới lớn lên được. Vấp ngã đi rồi em sẽ trưởng thành thôi. Rồi, dè cái đi, ai trong em đâu có gì đâu phải về thằng thường thường thôi mà em chỉ có ôm và hung vậy thôi. Đó, 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 thể hiện đó. Rồi cảm ơn em. Dạ. Mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình. Là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chân của anh. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là không giữ với chồng. Không giữ với chồng. Không giữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Là nếu mà ra
chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà gặp, em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị đến mở mắt hay mở nha. Mở mắt đi ơi. Ta đời rồi. Em ơi, chào em. Dạ, chào chị. Trời ơi, thấy. Ngồi đi. Xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Thì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thôi bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh với Quốc Thận cũng ngang ngang. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi. Chắc Phúc đang làm ca sĩ. Đó. Ca sĩ. Ông Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ. Nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soàng đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi mà gọi kiểu dân gian á là sếp của anh Phúc á. Bây giờ nói luôn đi, lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán, thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học Soàng dễ thương hơn á. Soàng em sao Soàng? Dạ. Giới thiệu Soàng á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á, thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chung với anh. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Quế Vân. Chị Quế Vân? Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, mới thấy Kim Cương, mới nói à thôi cũng được. Cũng được. Cái từ cũng được
Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Tại mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè, nắm tay nhau hay ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết không Phúc? Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông và mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự, xin số, lấy số điện thoại, giữ contact, rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng... mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sau em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình nhắn... bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này... Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không ngày xưa, lúc mà chị với anh Tuấn Anh á, là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó. Cũng MV ca nhạc đó. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó. Rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ. Đó. Tối sao về rồi cũng đâu ngủ được. Cũng đúng vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau. Thì đó thì cùng cỡ tôi. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi. Xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin. Buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng thì coi không? Tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin. Thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu, cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin. Và nhắn tin, cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó. Sau một tháng không gặp mà chỉ trời, nó mãnh liệt chứ. Nó rần rần, nó la mà lắm luôn. Có nhào tới ôm. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó, đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức, cái trong người nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà
qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài, và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Đây mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ là khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của anh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này ở nha. Chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi anh vô toilet ngồi chống một thì cà lâu vậy đó. Thì chắc sáng tác đó. Ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu vậy đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là ví dụ như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cà lâu cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lê là như vậy. Đó đúng không? Dạ lê mê, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó, em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm rồi thôi mình ngày cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là từ bò lật ngửa nữa. Thôi tự nhiên đi nói cái tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Ra đúng rồi. Cái đâu cao lắm rồi. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sàng nói tiếp với em, anh còn sở đoạn, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? Dạ có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là anh mê tới gọi là thứ tiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiển hết. Dạ anh thích để kiển ở trên lầu rồi. Sao nè, còn gì nữa không? Dạ đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Là bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi cái. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi. Dữ lắm. Thật là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Đập em thì có. Dữ dằn à nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là nó đó thôi, đi 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 chạy theo là em né ra cái chỗ khác để bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn. Đóng lại. Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng có mà kẹo được đó, với không em có kẹo đúng không? Không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Thì nó có ghen với em không? Ủa,
Cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm chân kia. Là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc chứ cũng hở hở nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bít bùng bít cửa luôn. Trời ơi, vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ. Nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó. Nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng. Mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Chứ nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với ảnh. Thế là có anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Cách xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi. Xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Anh Sơn em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần thì cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài. Em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm huệ mình, tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng khắp phố ấy, tỏa sáng bừng khắp phố ấy. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời em. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quốc Thuận ạ. Chào em. Bữa nay anh mới được gặp em ở ngoài đời nè. Dạ, em cảm ơn. Đây là một diễn viên mà anh cũng rất là ngưỡng mộ khi mà xem phim em đóng. Rồi, xin chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? Dạ. Nhưng mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi, vẫn tin. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, là sắp vợ em cứ nhớ mãi thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì?
Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Ừ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Đó là đội của em. Đội đội của em nha. Vâng ạ. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi lúc em mạnh dạng em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Bây giờ kể cho anh nghe coi, cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Tụi em quen nhau là qua ứng dụng hẹn hò anh. Dạ, hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt. Mà em nhìn vô em thấy, ủa sao toàn trai đẹp không vậy? Xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Cũng đang chờ. Lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Bởi vì em thấy là ôi sao cô gái này nhìn trông rất là dễ thương. Thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau. Và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Là một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu rồi. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối. Thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời á, là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Sơn. Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á, là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả, đứng xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao, xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời, em nói tỏa sáng luôn. Dạ, tỏa sáng. Nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là ban đầu là coi hình em ở trên mạng á, là thấy đẹp nhưng mà thấy nghi. Em bảo ủa nghi là nghi cái gì? Kêu là sao chồng? Thấy chân dài quá, mình kêu không biết là con trai hay con gái. Thấy em cao rồi, dáng cao rồi vậy á, đẹp cao quá rồi sợ. Kêu có khi nào là người chuyển giới không? Cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải. Em là người miền Nam. Em là thích trai Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi. Em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt nghi, xong rồi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người cha Bắc không, cha Hà Nội không? Cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy? Cái em kêu thì em thấy giống vậy đó. Cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích cha Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặc luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam chắc để vô vai hay sao đó. Thì là ngày đầu tiên là anh, lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặc luôn,
là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn. Mày chuyển nói tiếng Nam đi Sơn. Câu đi Sơn. Dạ em sợ. Dạ em sợ. Quỷ sứ hả? Hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn. Xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì. Cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm. Thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à. Ông nói Bắc luôn. Dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn. Thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi anh. Sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau? Sau cái buổi hẹn đầu tiên đó. Yêu liền không? Hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cỡ một tuần thôi. Là tụi em... nghe nè, ảnh có đưa em về nhà ảnh ở ngoài Bắc nhưng mà ra mắt gia đình. Dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói là em là người đầu tiên anh đưa anh, dạ đúng mắt. Rồi, dạ đúng rồi, anh đưa về ra mắt. Mà em thì sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường em thấy kiểu gia phong lễ giáo đúng không? Dạ đúng rồi, đúng cho rồi. Nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình dạ, phải kính dạ, kẻ, nói chung không? Là kiểu cũng sợ sợ. Hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu cũng hở hở kiểu dạng vậy, hay là rách rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải là kín đáo, kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu. Thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Thế xong về xong rồi lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết. Thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì cứ nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi. Rồi lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ đúng rồi, tại vì từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ dạ. có Dạ không ạ, nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái. Nhưng mà thực ra thì với Linh thì phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính. Nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy. Thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi. Chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó, thì ba mẹ của Sơn dạ. có ý kiến gì không? Dạ. Có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng xíu đó. Đúng rồi, nhưng mà ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, nấu ăn Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không? Anh Sơn anh cũng nói thật với em. Anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Trời ơi, em nghe sao em đứng hình luôn. Về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này, cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà dạ. bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu. Là em biết anh là diễn viên. Cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp đúng không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc ấy thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Cho em cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Vậy tụi em cưới nhau làm được 2 năm. Dạ đúng rồi. Dạ, hai năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm? Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là tật xấu có lòi ra không? Chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Đó. Câu hỏi cái đây là tính quen đến thốt. Ta đang hỏi tật xấu thì đi cứ khen tật xấu. Không có kể tật xấu.
Tật mà tốt á. Rồi bây giờ tật xấu á. Tật làm em khó chịu á. Em chưa vừa ý. Em chưa vừa ý ảnh á. Chưa vừa ý cho em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không. Nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Anh chỉ hơi cầm ràm thôi chứ. Hơi cầm ràm em thôi. Tại sao lại cầm ràm em? Tại sao lại cầm ràm? Ừ đó. Tại sao? Tại vì tập xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi, mê đá banh hơn mê vợ nè. Không, em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao. Rồi kiểu vận động từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn. Mà xong từ khi cưới vợ rồi á, cái gì cũng cứ kéo vợ theo. Mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là cứ kéo em theo á. Nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi làm, đi làm rồi tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ vậy mà mê đúng rồi khác. Đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu nha. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy dạ. Trời ơi, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm á chứ. Nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, em nói với chồng em kêu là trời ơi, vợ không thích tặng hoa vậy đâu. Tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó. Thôi nếu mà ông tặng vậy thôi, thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua, kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn hết. Xong rồi bảo chứ nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ người ta nói không thích thì người ta nói không thích, nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích, vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Dạ. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Mà mỗi lần vợ giận á, dạ, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị. Mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy, kiểu không có ấy gì hết, à, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói dạ đúng rồi. Ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn. Em không có để bụng. Tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên ông thì kiểu cũng không làm hòa với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ghét ôm ôm á thì mới ngủ được, kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê. Xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn, kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy, ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy. Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi quay qua ôm cái vậy luôn. cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà tự ngưỡng những cái ăn ra, cái tự bà hết giận. Dạ. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ vợ đó kìa, đó bây giờ tấn công đó, xa tay nè, xây ra cám này. Đó cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Vợ ơi là rất là bừa bộn. Cho nên là cầm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ. Nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi, từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn. Và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn. Đó là còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm ràm thôi đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, bừa bộn nữa đi em. Rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy thì không chịu, đúng rồi, không chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục.
cũng đúng không? Cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, vâng. Cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, chị đang biện hộ cho em đó. Vâng. Hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cổ không? Có áp có thôi. Sao là gu của mình và gu của người khác? Không phải đâu chị, nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang, thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia, nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Và rồi sáng đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Chuyên gia về sức khỏe. Uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là khỏe. Không nhiều lắm, nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cái cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau, đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, đi, bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đấy đó. Đến cuối đời mà lại không đó. Không còn còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Nói chung là chồng em thì có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Nhiều khi cái lòng tốt của ảnh á mà ảnh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, tức là muốn ăn là sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là ảnh phải tỉnh táo hơn với trong lại cái việc đó, đúng dạ, không? Với lại phải suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi ảnh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho đúng bên ngoài. Đúng đó sư ơi. Nhưng mà các em bây giờ là đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Giờ chị thấy về nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ, đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác. Dạ. Thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ thực sự. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp, đúng không? Đẹp. Very very beautiful. Đẹp quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Dạ đẹp. Đẹp đúng không? Em thấy em nhìn chân chó nhưng mà trời ơi đẹp quá. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn, cái ráp người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu vô thay đồ, cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, trời ơi đẹp quá. Chào đón hai em đến với chương trình. Dạ, chào. Mời em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Thị Quỳnh Như, năm nay có 25 tuổi, làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào. Chào chị Vân, chào anh Quốc Tuấn. Mình con là em em tên là Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu, American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về điện, về nước hay là về IT hay là về gì?
construction. Kỹ sư xây dựng. Cái làn da này của em á là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, 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 yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. À, mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi, cũng nhìn ảnh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Anh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là... Dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love her. When I first met her, em thấy em nhìn chân chó nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá. Chó rồi. Yeah. I'm more curious about her and I want to get to know her more, but I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái. Vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc. Không có muốn mà phải... Tức là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống. Những cái này kia kia nọ thôi. Chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích. Nhưng mà sợ không dám muốn... đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? Do you love? You miss her? When you were farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first. Em sợ a little bit.
then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. Mm. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là ảnh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của ảnh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu, nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa, xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á con. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8, tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Ừ. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôm á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ảnh cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hay chót. Vợ em nói rất là nhiều, mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói no, what's that? You know you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsu. 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 Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life? Yeah. At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking. I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ, với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống. Mấy người bạn trai trước của Như á
thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, con không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là anh bắt đầu là anh xin con học tiếng Việt. Anh nói là anh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên anh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà giáo. Dạy. Cô giáo. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cùi bắp. Cùi bắp. Em cùi bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm. 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ổng có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy cái kiểu. Đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá, nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Hiểu không? Dạ. Do you understand? Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái Grab người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do it, I clean the house or something. So. Xạo. Không xạo. 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 Xạo mà. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với anh đó. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích. Ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận quick, she get angry, nhanh, bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội, đúng không? Very quick, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Because she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính ông là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng đùng lên.
xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Rồi còn cái gì nữa? And what's always mua 1L. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua. mua 1L. Là gì? 1L. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes, or just try to be nice, or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á, thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo, là anh hay làm trò, làm này làm kia. Nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười, làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Là cái mặt ổng làm sao đâu. What lay like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, lay like you do, you lay like you. You do something like that. No. Con đùa trước rồi đi mà. Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi góc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không, không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd to not like. Bd not bd. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Như nãy em kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh yeah.